Tiếng Việt lớp 2 tập 1 tuần thứ 14 tập đọc Câu chuyện bó đũa đoạn 1 Ngày xưa ở một gia đình kia có hai anh em lúc nhỏ anh em rất hòa thuận khi lớn lên anh có vợ em có chồng, tuy mỗi người một nhà nhưng vẫn hay va chạm. Đoạn 2. Thấy các con không yêu thương nhau, người cha rất buồn phiền. Một hôm, ông đặt một bó đũa và một túi tiền trên bàn, rồi gọi các con cả trai gái dâu rể lại và bảo ai bẻ gãy được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền. Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa, ai cũng cố hết sức mà không sao bẻ gãy được. Người cha bèn cởi bó đũa ra, rồi thông thả bẻ gãy từng chiếc một cách dễ dàng. Đoạn 3 Thấy vậy, bốn người con cùng nói thưa cha lấy từng chiếc mà bẻ thì có khó gì người cha liền bảo đúng như thế là các con đều thấy rằng chia lẻ ra thì yếu hợp lại thì mạnh vậy các con phải biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau có đoàn kết thì mới có sức mạnh theo ngụ ngôn việt nam chú thích và giải nghĩa va chạm ý nói cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt dâu con dâu vợ của con trai rể con rể chồng của con gái đùm bọc giúp đỡ che chở Đoàn kết, yêu mến nhau, chung sức lại để làm việc. Tập đọc, nhắn tin. Ngày 10 tháng 9. Linh ơi, quà sáng chị để trong lòng bàn. Em nhớ quét nhà, học thuộc hai khổ thơ và làm ba bài tập toán, chị đã đánh dấu. 11 giờ chị về chị Nga. 9 giờ 8 tháng 12. Linh ơi, tớ đến mà bạn không có nhà. Tớ đem cho bạn bộ que truyền. Mai đi học, bạn nhớ mang quyển bài hát cho tớ mượn nhé. Hà. Tập đọc. Tiếng võng kêu kéo cà kéo kẹt kéo cà kéo kẹt tay em đưa đều ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu kéo cà kéo kẹt bé gian ngủ rồi tóc bay phơ phất vương vương nụ cười trong giấc mơ em có gặp con cò lặn lội bờ sông có gặp cánh bướm mênh mông mênh mông em ơi cứ ngủ tay anh đưa đều ba gian nhà nhỏ đầy tiếng võng kêu kẻo cà kẻo kẹt kẻo cà kẻo kẹt kẻo cà kẻo kẹt trần đăng khoa chú thích và giải nghĩa gian một phần của nhà có cột hoặc tường ngăn với phần khác phơ phất bay qua bay lại theo gió vương vương còn lại một ít ở đây ý nói còn giữ lại nụ cười